Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Ánh trăng sáng vàng vặc trải dài trên Hương Vân Sơn Linh Khê Tông, làm mây mù nơi đây chợt tan biến đi không ít. Nhờ vậy hơn phân nửa ngọn núi chợt lộ ra ngoài, làm tăng thêm một vẻ mỹ cảnh khác lạ cho nơi này gần phía rìa đứt gãy của sườn đông ngọn núi này có một tiểu viện rộng khoảng một mẫu đất hương hoa thảo mộc mọc bốn phía mang đến cảm giác vô cùng khác biệt trong tiểu viện còn có một gian nhà gỗ nhỏ mọi thứ đồ đạc như bàn giường gỗ trong nhà đều được làm bằng một loại gỗ có một màu tím đậm thoang thoảng mùi đàn hương khác xa so với khu tạp dịch khuôn viên xung quanh gian nhà gỗ còn có một mảnh đất đã được khai phá thành một khu đồng ruộng bên góc còn có một miệng giếng nhỏ lúc này bạch tiểu thuần đang đứng dưới ánh trăng nhìn về bốn phía xung quanh ánh mắt cũng lộ ra đầy vẻ thỏa mãn đệ tử ngoại môn cũng được linh khê tông thừa nhận là đệ tử nên đãi ngộ cũng tốt hơn tạp dịch rất nhiều gian nhà riêng này coi như cũng không tệ chút nào trước kia đại sư huynh còn nói nếu trở thành đệ tử nội môn thì còn được cư trú trong động phủ không biết động phủ thì trông như thế nào bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn về phía trên của đỉnh hương vân sơn trên hương vân sơn này chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách cư trú tại nửa ngọn núi phía trên không lâu sau thì hắn thu hồi ánh mắt lại rồi bước vào gian nhà gỗ hắn duỗi lưng một cái rồi lấy túi chữ vật ra vỗ nhẹ một cái trước mặt hắn xuất hiện một lọ đan dược và một nén nhang màu xanh đồ tốt a à. bạch tiểu thuần yêu thích túi chữ vật này đến mức không muốn rời tay một lúc sau, hắn nhìn về lọ đan dược cùng với nén nhang kia, trên nhãn của lọ ghi hai chữ Ngưng Linh, còn trên nén nhang màu xanh có khắc hai chữ Thăng Thanh, hắn cũng được phát mấy vật phẩm tương tự, đan dược nuốt vào có thể gia tăng tu vi lên một ít, còn hương kia. Sau khi đốt lên sẽ tỏa ra khói nhang có tác dụng tương tự như đan dược. Cứ nuốt vào như vậy thì có chút lãng phí, không bằng luyện linh xong mới sử dụng, như vậy không chừng có thể giúp tu vi đột phá được bình cảnh bạch tiểu thuần suy nghĩ chút rồi cũng quyết định chỉ là lúc này trước mắt hắn lại không mảnh gỗ nhóm lửa nhất sắc nào cả nên hắn dự định ngày mai sẽ xuống núi kiếm một ít nghĩ xong xuôi bạch tiểu thuần bèn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện đối với chuyện tu luyện bạch tiểu thuần cũng chưa bao giờ lười biếng mà gián đoạn cho dù mấy ngày gần đây tu vi của hắn tiến triển chậm chạp nhưng hắn vẫn luôn kiên trì tu hành mỗi ngày một lúc hắn vì trường sinh mà tu hành cho nên đối với chuyện tu hành, hắn vô cùng chấp nhất. Một đêm yên tĩnh trôi qua, khi ánh bình minh rơi xuống đám sương sớm khiến từng giọt sương đều trở nên lấp lánh ánh sáng. Sau một đêm tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt mở mắt ra, tâm thần phấn chấn. Hắn nhanh chóng mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn rồi cất bước ra khỏi gian nhà gỗ. Dựa theo vị trí mà hôm qua hậu sư huynh đưa cho mà đi thẳng tới Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các nằm trên một ngọn núi khác, cách nơi ở của hắn khá xa sau nửa canh giờ thì hắn mới nhìn thấy một tòa tháp cao cao phía xa hào quang lưu chuyển còn tràn ra từng luồng uy áp bao phủ tám phương trên đường đi hắn gặp không ít đệ tử ngoại môn phần lớn bọn họ đều đi đứng vội vàng khi nhìn thấy tu vi của bạch tiểu thuần chỉ ở ngưng khí tầng 3 thì tất cả đều bỏ qua không chú ý tới hắn nữa bạch tiểu thuần cũng không để tâm chỉ là bước chân của hắn cũng thận trọng hơn mà thôi mấy đệ tử ngoại môn hắn gặp đọc đường đều có tu vi cao hơn hắn thậm chí còn có vài người mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Thường thì xung quanh những người này hay có không ít đệ tử túm tụm lại đàm luận với nhau mỗi khi hắn đi qua. Khi hắn đi qua. Càng tới gần Tàng Kinh Các đệ tử ngoại môn cũng càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần đang định bước tiếp thì có một đạo cầu vòng từ ngọn núi phía xa bay tới. Sau đó vòng một vòng quanh Hương Vân Sơn rồi bay thẳng về phía chân trời trong đạo cầu vòng kia còn có thể nhìn thoáng thấy bóng dáng một thanh niên dưới chân đạp một cái bánh xe bay nhanh đi là chấp pháp đường tiền đại kim tiền sư huynh tiền sư huynh vốn là đệ tử nội môn tham gia vào chấp pháp đường thanh danh cũng càng thêm hiển hách nghe nói tu vi đã đến ngưng khí tầng 8 đại viên mãn nên có thể dùng pháp bảo phi hành trong thời gian ngắn a à, thật khiến cho người ta hâm mộ bạch tiểu thuần cũng hâm mộ nhìn theo đối phương cho tới lúc khuất dạng tại chân trời Lúc này trong lòng cũng đầy cảm khái, đợi khi ta có thể phi hành rồi, mỗi ngày sẽ lựa lúc nhiều người nhất mà bay quanh Hương Vân Sơn vài vòng. Bạch Tiểu Thuần mang theo đầy chờ mong trong lòng mà bước xuyên qua đám người rồi đi thẳng vào trong tàng kinh các. Tòa tháp này rất lớn nhưng tầng đầu tiên lại gần như trống rỗng. Chỉ có một chiếc bàn dài, phía sau bàn là một lão già đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó từng đệ tử đi ngang qua lão đều đặt lệnh bài thân phận lên trên bàn, đợi lệnh bài lóe sáng lên một cái mới cung kính đi qua. Bạch Tiểu Thuần cũng bắt trước đi tới, đem lệnh bàn đặt trên chiếc bàn dài kia. Lệnh bài của hắn cũng nhanh chóng lóe sáng lên. Hắn cũng cầm lệnh bài lên rồi bước thẳng lên bậc thang theo sau một vị sư huynh nào đó. Đây là lối lên tầng 2 của tàng kinh các. Trên này có rất nhiều giá đỡ, bên trên đó là từng hàng ngọc giản. Thỉnh thoảng cũng có một vài quyển sách bằng trúc, mỗi vật phẩm nơi đây đều được một quầng sáng dịu nhẹ bao trùm bên ngoài, khiến cả tầng 2 của tàng kinh các này nhìn qua trông vô cùng bất phàm. Cách chỗ hắn đứng không xa là một cầu thang dẫn lên phía trên, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó xung quanh rồi bước về phía cầu thang. Ngay khi hắn muốn bước chân lên thì một màn sáng, một thanh niên có cặp mày ngang đang đứng bên cạnh lật xem một quyển sách trúc nhìn thấy một màn này bèn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Sư huynh tầng 3 này phải có tư cách như thế nào thì mới đi lên được. Bạch Tiểu Thuần bèn bày ra dáng điệu đầy nhu thuận. Hiếu kỳ nhìn thanh niên lông mày ngang kia hỏi. Người chắc là đệ tử mới tới à, nơi đó phải từ ngưng khí tầng 5 mới đi lên được. Thanh niên kia lạnh nhạt trả lời. Sau đó y cũng không nói thêm nữa mà chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thấy vậy Bạch Tiểu Thuần cũng đoán đối phương không muốn bị quấy dày thêm nữa. Bèn từ bỏ ý định thử lên tầng 3 xem xét mà quyết định dạo một vòng quanh tầng 2 này. Thỉnh thoảng hắn cầm miếng ngọc giản này lên, lật dở quyển sách chúc kia xem. Công pháp nào cũng khiến hắn nhìn qua đều vô cùng động tâm. Hơn nữa trong đó cũng có một hỏa thuật pháp vô cùng không tệ không lâu sau thì hắn đã tìm thấy ngọc giản của tử khí ngự đỉnh công có khẩu quyết cùng đồ án từ tầng thứ tư tới tầng tám bèn cầm trong tay sau đó hắn tiếp tục ngó nghiêng xem tiếp thời gian trôi qua nhanh chóng thoáng cái bên ngoài đã là hoàng hôn bạch tiểu thuần cũng chỉ mới đi được khoảng bảy phần của khu vực tầng hai này mà người xung quanh hắn cũng bắt đầu thưa thất dần có bảy tám loại nhìn qua cũng không tệ a trong lòng hắn vẫn còn đang cân nhắc nên chọn loại thuật pháp gì bên tay hắn vô tình cầm lên một quyển sách chúc. Quyển sách này có chút tàn phá, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua thì chợt trợn to hai mắt, ánh nhìn đầy phấn chấn và kích động. Bất tử trường sinh công. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phần giới thiệu sơ lược của công pháp này, sau khi biết đây là một môn công pháp luyện thể. Nếu luyện thành thì có thể khiến cho người ta trường sinh bất tử. Đến đây thì hơi thở của hắn chợt trở nên rồn rập sau đó nhìn lại tên của môn công pháp này một lần nữa rồi hắn lập tức quyết định chọn công pháp này hắn tu hành chỉ vì trường sinh nên khi nhìn thấy công pháp này hắn chó vì vậy hắn bật cười ha ha nhanh chóng cầm quyển sách chúc đi xuống cầu thang bên chiếc bàn dài trong đại sảnh lầu một cảnh tượng lão già phía sau bàn vẫn đang nhắm mắt ngồi đó không khác gì với buổi sáng cả khi Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản tử khí ngự đỉnh công và quyển sách chúc ghi công pháp bất tử trường sinh đặt trên bàn thì lão già cũng chậm rãi mở mắt ra đồng thời liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một. Thoáng, cái nhìn này khiến cả người Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động. Hắn có cảm giác ánh mắt đối phương tựa như thiểm điện vậy, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng bày ra một bộ dạng vô cùng cung kính. May mắn cho hắn là lão già cũng thu ánh mắt về rồi nhìn ngọc bài thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử mới tấn chức có thể được lấy một phần trước tầng 8 của tử khí ngự đỉnh công. Ngoài ra còn có thể lựa chọn thêm một môn công pháp nữa. Lão già bình thản nói. Giọng điệu khan khan, có điều khi ánh mắt lão nhìn về phía quyển sách trúc có ghi bất tử trường sinh công thì chợt khẽ cau mày. Công pháp này tuy miêu tả kinh người, nhưng cũng chỉ là tàn thiên. Hơn nữa độ khó trong quá trình tu hành cũng rất lớn. Mức độ đau nhức kịch liệt khiến người thường khó mà chịu đựng được. Từ trước tới nay cũng rất hiếm đệ tử tông môn có thể tu hành thành công môn công pháp này, phần lớn thường là lựa chọn từ bỏ. Nên công pháp này cũng đã bị bỏ quên trong tàng kinh các này rất lâu rồi. Người nhất quyết chọn công pháp này. Lão giả nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, "Tiền bối, đệ tử thật sự muốn." Bạch Tiểu Thuần nghe thấy lão giả nói vậy, trong lòng lại có một cảm giác như công pháp này ở đây nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi bản thân mình. Hơn nữa, vừa nghĩ tới bốn chữ trường sinh bất tử, máu huyết trong người như chợt sôi sục hẳn lên liền nhanh chóng trả lời. Lão già cũng không khuyên can nhiều nữa mà nâng tay phải lên. Hai miếng ngọc giản trống không lập tức bay ra. Sau khi ghi chép lại liền rơi xuống trước mặt bạch tiểu thuần, rơi xuống trước mặt bạch tiểu thuần rồi lão cũng không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục khoanh chân nhắm mắt lại. bạch tiểu thuần cầm lấy ngọc giản trong mắt đầy mong chờ mà quay người rời khỏi tàng kinh cắt đi thẳng về tiểu viện của mình. về đến nơi thì sắc trời cũng đã sẩm tối trong gian nhà gỗ bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi hít sâu một hơi sau đó lấy ngọc giản bất tử trường sinh công ra. rồi hắn bèn vận chuyển linh khí trong cơ thể dung nhập vào bên trong miếng ngọc giản trong chớp mắt khi hai mắt hắn khép lại, trong đầu cũng hiện ra pháp quyết của công pháp này. Sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Bất tử trường sinh công này đúng như những lời lão già kia nói. Đây chỉ là một tàn thiên mà thôi. Công pháp này tu hành chia làm hai bộ phận nội ngoại. Ngoại luyện thì chia làm ra thịt và gân. Còn nội luyện là xương cốt cùng với máu huyết. Cuốn Tàn Thiên này cũng chỉ có pháp môn tu luyện ra, mà dường như quá trình tu hành cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa phương pháp tu hành được đề ra trong này cũng hao phí rất lớn. Tuy nhiên trong này cũng có đề cập đến một số loại bí pháp nhưng lời giới thiệu lại quá khoa trương. Ví dụ như có một bí pháp được gọi là Toái Hầu Tỏa, không gì không phá được chẳng hạn. Bạch Tiểu Thuần thoáng do dự một chút nhưng nhìn thấy bốn chữ Trường Sinh Bất Tử. Trong mắt hắn dâng đầy quyết tâm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nâng hai tay lên, dựa theo công pháp miêu tả mà bắt đầu vỗ liên tục vào khắp các vị trí trên người. Hắn có một sự chấp nhất vô cùng đối với trường sinh và bất tử, vượt trên người thường rất nhiều lần, do vậy mà quá trình tu hành của hắn cũng vậy, vẫn cứ cứng rắn dựa theo yêu cầu của công pháp mà vỗ liên tục lên người suốt một đêm dài. Cho đến sáng ngày hôm sau thì toàn thân hắn ê ẩm khắp nơi như bị kim châm, đứng không được mà ngồi cũng không xong thậm chí cánh tay chỉ hơi nhấc lên cũng đau nhức đến mức không thể chịu đựng nổi nhưng hắn vẫn cắn răng làm theo hướng dẫn của công pháp cố gắng hoạt động thân thể như bình thường ngao ngao a à a à trước thả lỏng sau đó căng chặt a à a à căng chặt sau đó lại thả lỏng trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in một câu trong bất tử trường sinh công rồi hắn nhảy nhảy nhót nhót trong sân tiếng kêu rên thảm thiết nước mắt nước mũi đầm đìa cuối cùng hắn cũng dứt khoát cắn răng một cái Đem theo Linh Thạch rời khỏi tiểu viện mà đi xuống núi. Hắn nghĩ nếu như muốn vận động bình thường thì dứt khoát xuống núi mua thảo dược đổi lấy đan dược kéo dài thọ nguyên. So với việc vận động ngu ngốc trong sân thì tốt hơn nhiều. Do đó mà hôm nay trên Hương Vân Sơn, không ít đệ tử ngoại môn chợt kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đang nhảy nhảy nhót nhót trên đường trông vô cùng quái dị, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu a à a. À. Từ xa vọng lại khiến không ít người phải mất hồn bạch tiểu thuần cũng không muốn phải kêu la như vậy nhưng thân thể hắn thật sự quá đau đớn cái loại đau đớn kịch liệt này khiến hắn cảm thấy cho dù đứng yên một chỗ cũng không khác nào tra tấn là mấy chỉ là khi nghĩ tới bốn chữ trường sinh bất tử hắn lại bất chấp tất cả mà tiếp tục cắn răng đi xuống núi đến phường thị bên ngoài tông môn tại đấy sau một hồi run rẩy cả người thì hắn cũng đã mua đủ dược thảo sau đó hắn mua tiếp một vài mảnh gỗ nhất sắc hỏa hắn mới mua thêm được một mảnh gỗ nhị sắc hỏa thì đã hoàn toàn rỗng túi lúc này hắn mới cắn răng trở về rồi tới chỗ tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đã tiếp nhận khi còn là tạp dịch đổi được viên đan dược kéo dài thọ nguyên viên đan dược này nhỏ bằng đầu ngón tay cái toàn thân màu vàng tỏa ra từng đợt hương khí kỳ dị nhận được đan dược xong thì bạch tiểu thuần cũng đã cảm thấy đau nhức khắp cả người tới nỗi không nói nổi lời nào mồ hôi tuôn rơi từng giọt ướt đẫm cả người bạch tiểu thuần đành liều chết cắn răng bò lên từng bậc cầu thang dẫn lên hương vân sơn sau lưng hắn là từng vệt mồ hôi rơi đầy đất nhìn thấy hắn các đệ tử ngoại môn trên đường không kìm được vẻ kinh ngạc thậm chí cũng không ít người không giấu được vẻ chán ghét trên mặt dù sao lúc này mùi mồ hôi trên người bạch tiểu thuần quả thực quá mức nồng nặc đi hắn cũng không biết bản thân làm thế nào mà sống sót trở về được tới tiểu viện ngay khi bước tới khoảnh sân nhỏ hắn liền ngã gục xuống mà đau đớn ngất đi một đêm này cho dù đang hôn mê nhưng hắn cũng vì quá đau đớn mà chợt tỉnh dậy mấy lần mãi cho tới rạng sáng khi hắn mở mắt ra thì cảm giác đau đớn trên người cũng đã hoàn toàn biến mất đây mới chỉ là một vòng tiểu tuần hoàn không hoàn chỉnh mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lời hướng dẫn của Bất Tử Trường Sinh Công. Phải một ngày một đêm liên tục không được hôn mê thì mới coi như hoàn thành một tiểu tuần hoàn. Cần 9981 lần tiểu tuần hoàn thì mới hình thành một tiểu chu thiên. Lúc này coi như đã cải tạo được làn da, về sau làn da có được một độ mềm dai nhất định. Cũng sẽ không còn phải đau nhức kịch liệt như vậy nữa. Nếu như công pháp này mà đơn giản, người nào cũng có thể luyện được thì chẳng phải ai cũng trường sinh được rồi sao? Đã thế ta nhất định phải tu thành pháp môn này, nhất định sau này ta sẽ được trường sinh bất tử. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy kiên quyết, dù sao thì chấp niệm của hắn đối với trường sinh là vô cùng mãnh liệt. Đến trình đột mà người ngoài nhìn thấy cũng phải giật mình không thôi. Nhân lúc cơ thể còn chưa đau đớn thì Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đen viên đan dược kéo dài thọ nguyên ra ngắm nghĩa kỹ càng. Đang định nuốt xuống thì bỗng nhiên hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn quanh một vòng. Sau khi đã khẳng định không có người xung quanh, Bạch Tiểu Thuần bèn nhanh chóng bước vào gian nhà gỗ, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ ra. Nồi quy văn của hắn nhanh chóng xuất hiện, nuốt như vậy thì có chút thiệt thòi rồi, luyện linh rồi mới nuốt sẽ có hiệu quả tốt hơn a, à. Bạch Tiểu Thuần chợt liếm liếm bờ môi. Giật liếm liếm bờ môi rồi lôi ra mảnh gỗ nhị sắc hỏa đốt cháy rồi đặt phía dưới nồi quy văn mảnh gỗ này lập tức bùng cháy lên rồi nháy mắt chỉ còn tàn cho nhưng nồi quy văn cũng chợt lóe sáng lên hai đường vân hắn có chút do dự khi đặt linh dược vào trong nồi nhưng ngay khi linh dược vừa rơi vào trong nồi quy văn một ánh sáng bạc trói mắt chợt lóe lên đã có kinh nghiệm từ trước nên bạch tiểu thuần cũng không thay đổi sắc mặt mắt cũng không chớp nhìn vào trong nồi không lâu sau thì ánh sáng bạc cũng biến mất, phía trên đan dược kéo dài thọ nguyên có thêm hai đường vân màu bạc. Đồng thời một mùi đan dược nồng đậm hơn trước không biết bao nhiêu lần cũng tràn ra bên ngoài, khiến cho người khác chỉ cần ngửi được một hơi đều cảm thấy tinh thần phải rung động cực độ. Đáng tiếc không tìm được nhiên liệu tam sắc hỏa a, à, Bạch Tiểu Thuần đưa tay cầm lấy linh dược rồi ném thẳng vào miệng. Vừa vào trong miệng, linh dược này liền hóa thành một cỗ nhiệt nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán khắp cả người Bạch Tiểu Thuần bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trong đầu chợt ầm vang lên một tiếng cả người như một cái lò lửa nóng cháy bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sợi tóc bạc trước trán kia đang biến thành màu đen trở lại đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể như đang được bổ sung một lượng sinh cơ tương tự vậy thậm chí qua nửa ngày rồi mà mà cảm giác này còn không chút giảm xuống mà có phần mãnh liệt hơn khiến cho hai lỗ mũi của bạch tiểu thuần cũng chợt tràn ra máu tươi bổ dưỡng quá rồi hai mắt bạch, tiểu thuần trợn to, vội vàng tu hành tử khí ngự đỉnh công nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao thì đan dược này bổ sung là nguyên khí chứ không phải là linh khí. Máu mũi hắn chảy ra ngày càng nhiều, nhiệt lưu trong cơ thể vẫn đang bành trướng. Cảm thấy mình như một quả bóng da căng tròn trực nổ tung, hắn lập tức hoảng hốt. Thực ra viên đan dược này sau khi bị luyện linh hai lần thì hiệu quả đã vượt xa so với ban đầu. Giá trị cũng gia tăng lên không biết bao nhiêu bản không thể nào thừa nhận nổi. Nguy cơ trước mắt càng mãnh liệt thì Bạch Tiểu Thuần lại mãnh liệt nhớ tới Bất Tử Trường Sinh công. Hắn vội nhảy dựng lên, dồn toàn bộ sức lực lên hai bàn tay, nhanh chóng vỗ khắp người. Thành âm bình bịch vang lên, theo từng đợt vỗ xuống. Lượng nhiệt lưu trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần mới xuất hiện cảm giác lưu thông. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám ngừng lại, mãi cho tới hơn nửa canh giờ sau lượng nhiệt lưu trong người hắn mới tiêu tán đi. Toàn thân hắn bùn rùn rồi ngã sấp xuống. Hắn thở hổn hển nhưng tinh thần thì lại vô cùng vui vẻ chưa từng có từ trước tới nay, trong mắt càng có ánh sáng chớp lóe. Mặc dù cũng có liên quan tới luyện linh, nhưng căn bản là bản thân linh dược. Linh dược này rõ ràng có thể gia tăng lượng linh khí, gia tăng thọ nguyên một cách thần kỳ như vậy liệu cũng có một loại linh dược cũng có thể khiến người khác trường sinh hay không càng nghĩ bạch tiểu thuần càng kích động hào quang trong ánh mắt càng sáng rực rỡ hơn hương vân sơn chính là nơi bồi dưỡng dược sư ta muốn trở thành dược sư luyện ra được một viên trường sinh bất lão đan hơi thở bạch tiểu thuần chợt dồn dập tích tắc này trong lòng hắn đối với linh dược lại nổi lên một sự chấp nhất chưa từng có Bạch Tiểu Thuần nằm trong sân, toàn thân bùn rùn nhưng tinh thần kiên định. Hắn mơ hồ thấy làn da đã cứng rắn hơn một chút, mong muốn được trở thành dược sư càng lớn. Nằm trong sân mất hơn nửa canh giờ, cảm giác bùn rùn mới chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần ngồi dậy. Sau đó, khoanh chân lại. Hắn lấy túi chữ vật được phát sau khi trở thành đệ tử ngoại môn ra, sau đó lôi tiếp bình đan dược và dược hương ra cẩn thận quan sát. Hắn hít thở sâu đưa mắt nhìn xung quanh xong mới yên tâm trở lại bên trong căn nhà gỗ, lấy cái nồi ra. Những đan dược này, sau khi luyện linh có thể giúp ta đột phá tầng thứ ba, đạt tới ngưng khí tầng thứ tư. Tiếc là, nguyên liệu tạo ra ngọn lửa hai màu đắt quá. Hảo táo phòng áo phòng nữa, về đó lấy thật không tiện. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần rất có hứng thú với đan dược. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy mảnh gỗ ra. Luyện linh một lần cũng tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần đốt mảnh gỗ, lửa từ đó bùng lên, quy văn trên cái nổi hiện ra sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần mở bình thuốc, lần lượt lấy từng viên đan dược to bằng hẹt long nhãn ở bên trong ra luyện linh. Không bao lâu sau, ba viên đan dược có hoa văn màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn cũng mang cây hương màu xanh kia ra luyện linh. Lúc cả bốn thứ đã được luyện xong, Bạch Tiểu Thuần mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa toàn bộ ba viên đan dược tỏa hương thơm ngát ném vào trong miệng. Sau đó, hắn bày bức vẽ từ khí ngự đỉnh công thứ tư ra, dựa theo khẩu quyết tu hành. Không bao lâu, linh khí quay cuồng trong cơ thể hắn, thời gian hắn có thể kiên trì cũng tăng lên. Tu vi trong cơ thể chuyển động bắt đầu gia tăng. Sau thời gian một nén nhang, linh khí trong cơ thể hắn đã hóa thành một dòng sông nhỏ lan tỏa ra toàn thân. Linh khí ngày một cường thịnh, hắn bắt đầu trùng kích ngưng khí tầng thứ tư kiên trì được 100 tức là có thể đạt tới ngưng khí tầng thứ tư rồi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, chịu đựng đau nhức khi làm theo bức hỏa. Thân thể hắn uốn cong như một cây cầu. Toàn thân phát ra những tiếng kêu ken két. Mồ hôi không ngừng rơi xuống. Đúng lúc ấy, linh khí trong cơ thể hắn chợt khô kiệt. Bạch Tiểu Thuần vội ngưng thần, há miệng phun ra một ngụm linh khí vào đầu cây hương xanh. Linh khí vừa chạm vào, cây hương lập tức bùng cháy tỏa ra từng dải khói xanh như những con rắn lục chui vào từng lỗ chân lông và thất khiếu trên người hắn linh khí trong cơ thể bạch tiểu thuần bỗng bành trướng lên gần gấp đôi một tiếng từ trên người bạch tiểu thuần có một làn sóng khí khuếch tán ra tận ngoài sân hóa thành một cơn gió lớn bạch tiểu thuần vui mừng nở nụ cười ngừng khí trong cơ thể mang theo sinh cơ đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể toàn thân hắn nhẹ nhõm vô cùng hắn cúi đầu thấy rất nhiều chất dịch màu đen đã tiết ra ngoài bám đầy trên thân thể đây chính là tập chất bị cơ thể hắn đào thải hắn vội chạy ra ngoài tắm rửa sạch sẽ tinh thần phấn chấn vô cùng bạch tiểu thuần vung tay phải bấm niệm pháp quyết thanh mộc kiếm kiếm gỗ từ trong túi chữ vật bay ra hóa thành một luồng sáng màu hồng có tốc độ cực nhanh sau vài lần thử điều khiển mộc kiếm bay qua bay lại hắn thấy rất hài lòng thành mộc kiếm này vốn đã không tầm thường, phối hợp với tu vi ngưng khí tầng thứ tư của hắn thì càng thêm lợi hại. Luyện linh quả nhiên không tệ, nếu có ngọn lửa ba màu thì tốt quá rồi. Đan dược luyện ra chắc sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy linh dược thật là thần kỳ. Dù đã thành đan hay chỉ là hương đều là những thứ rất cần thiết cho quá trình tu hành. Ta nhất định phải trở thành một vị dược sư vĩ đại, luyện chế ra đan dược trường sinh, sau đó mang đi luyện linh 10 lần không phải luyện linh một trăm lần ý niệm muốn trở thành một vị dược sư của bạch tiểu thuần ngày càng mãnh liệt nhớ tới đó hắn vội vỗ vào túi chữ vật từ đó lấy ra một miếng ngọc giản khối ngọc giản này là lúc hầu vân phi dẫn hắn đi vạn dược các về đưa cho bên trong có giới thiệu và hình dáng của một vạn loại thảo dược điển tịch này là vật đặc thù chỉ hương vân sơn núi hương vân mới có được mỗi linh đồng đều phải nắm giữ thật tốt hơn nữa một vạn chưa phải là số lượng cuối cùng bạch tiểu thuần nhớ hầu vân phi từng nói sau khi nhớ kỹ một vạn loại này rồi mới có thể đi đổi sang quyền tiếp theo hắn giữ vững tinh thần vận chuyển linh khí trong cơ thể trong đầu hắn dần hiện lên đủ các loại thảo dược khác nhau càng xem hắn càng thấy mới lạ như trước mắt hắn là cánh cửa mở ra một thế giới khác một cuộc đời khác trong nhất thời hắn còn muốn dùng đan dược kéo dài tuổi thọ để đổi lấy những thảo dược càng thấy mới lạ như trước mắt hắn là cánh cửa mở ra một thế giới khác một cuộc đời khác trong nhất thời hắn còn muốn dùng đan dược kéo dài tuổi thọ để đổi lấy những thảo dược kia sau khi nhìn qua một lần bạch tiểu thuần cảm thấy việc ghi nhớ toàn bộ một vạn loại thảo dược này không phải là một việc khó hắn là ai chứ mục tiêu của hắn là trở thành một vị dược sư vĩ đại nhất người có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão cho nên cái tính cố chấp và nhiệt huyết lại bùng cháy trong đầu hắn không chỉ nhớ kỹ những thông tin cơ bản mà mỗi loại dược thảo hắn đều quan sát cực kỳ cẩn thận hiểu rõ đến tận cùng mới để sang nghiên cứu loại khác lúc trước dưới áp lực mà hứa bảo tài tạo ra bạch tiểu thuần đã điên cuồng lao vào tu luyện suốt nửa năm lúc này vì lý tưởng của chính mình tiềm lực của hắn lại thêm một lần bạo phát mỗi gốc cây dược thảo đều được hắn nghiên cứu tỉ mỉ tới mức nhắm mắt lại hắn cũng có thể hình dung ra chúng một cách rõ ràng. Thấy như thế còn chưa đủ, hắn rất muốn có thể trực tiếp quan sát những loại thảo dược này trong thực tế. Tiếc là hắn còn không có khả năng ấy nên đành nghiên cứu, ghi nhớ từng góc nhỏ, ghi nhớ cả gốc rễ, hoa trái từng loại. Sau cùng, cảm thấy còn lo lắng nên hắn mang cả đến từng sợi lông trên thân. Trên lá chúng ra mà xăm soi, đào móc một tháng trôi qua nhanh suốt một tháng này mỗi ngày bạch tiểu thuần đều tu hành từ khí ngự đình công tầng thứ tư tu vì trong cơ thể đã vững chắc và mở rộng thêm được một chút đồng thời hắn cũng không ngừng tu luyện bất tử trường sinh công hàng ngày hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt chạy qua chạy lại thật nhanh trong lúc ấy vẫn không ngừng cầm ngọc giản trên tay ghi nhớ đủ loại dược thảo có rất nhiều ghi chú trong ngọc giản đã không đáp ứng đủ yêu cầu của hắn nên hắn đành tự thân tìm hiểu nghiên cứu thêm mỗi lần chạy đi chạy lại trong sân hắn lại ngừng tại góc nhỏ bên phải một chút ở đó có một mảnh linh điền nơi hắn gieo xuống mười hã ghi nhiệm vụ dành cho đệ tử ngoại môn của hương vân sơn vất vả lắm hắn mới tìm thấy một nhiệm vụ không có bất kỳ nguy hiểm nào hắn không dám lơ là những lời lý thanh hậu đã nói trong mỗi nửa năm Đệ từ ngoại môn phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ theo quy định. Hắn chọn nhiệm vụ này vì điểm cống hiến nhận được không quá ít mà nếu sản phẩm giao ra có phẩm chất tốt. Hắn còn được thưởng thêm. Dù nhiệm vụ này nhìn như đơn giản nhưng lại tiêu phí rất nhiều thời gian của người nhận. Theo tính toán cần mất ít nhất 3 tháng gieo trông thì hắn mới có thể thu hoạch. Hơn nữa tu sĩ trồng thảo dược linh đông trúc này có thể dùng linh khí trong cơ thể để thúc đẩy tốc độ sinh trường nhanh hơn bạch tiểu thuần không có nhiều thời gian mang nó về là hắn ném ngay vào trong linh điền tốc độ lớn chậm quá bạch tiểu thuần liếc mắt nhìn hắn đã gặp loại thảo dược này trong ngọc giàn rồi nên biết nó có yêu cầu rất cao với linh khí nếu mặt đất không có lượng linh khí nồng đậm thì tu sĩ phải dùng linh khí của chính mình để làm chất dinh dưỡng cho nó chắc là do linh khí trong linh điền của ta đã ít đi rất nhiều nên hạt giống linh đông trúc của ta mới phát triển chậm như vậy hắn ngồi xuống vươn tay nắm lấy một vốc đất sau đó thì thầm có cách nào để linh khí trong linh điền nồng đậm hơn không đang suy nghĩ bỗng thần sắc hắn biến đổi tay phải nâng lên hóa thành chỉ hướng về phía trước cái nồi mang quy văn liền xuất hiện quan sát một lúc lại đưa mắt nhìn mảnh linh điền hai mắt hắn lóe ra hào quang sáng ngời cái nồi này có thể luyện linh liệu có mang ra luyện linh cho linh thổ được chăng Nghĩ tới đó, trong lòng hắn dậy lên một nỗi hiếu kỳ. Hắn mang mấy hạt giống linh đông trúc đang gieo trong đất ra, sau đó đào lấy một ít linh thổ đổ vào trong nồi. Hắn lấy ra một mảnh gỗ màu tím, bắt đầu thử nghiệm. Ánh lửa lóe lên rất nhanh. Hoa văn trên cái nồi sáng lên, sau một lúc thì lại ảm đạm, sau một lúc thì lại ảm đạm đi. Linh khí trong linh thổ trong nồi đã nồng đậm hơn rất nhiều bạch tiểu thuần vui vẻ không ngại phiền hà đổ nó ra khỏi nồi sau đó từng đợt từng đợt thay thế bằng những khối linh thổ khác hơn nửa canh giờ sau một mảnh linh điền đã được hắn luyện linh qua một lần hiện giờ linh thổ được luyện linh một lần nhưng vì hắn không có đủ nguyên liệu nên quy văn trên cái nồi không thể duy trì quá dài mặc dù vậy linh khí trong mảnh linh điền của hắn đã xuất hiện biến hóa rất lớn so với lúc chưa luyện linh trở nên đậm đặc và tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bạch Tiểu Thuần vội mang hạt giống linh đông trúc gieo xuống rồi đứng ở bên cạnh quan sát. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một cái mầm nhỏ đã phá vỏ chui ra, tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Trong thoáng chốc mầm non này đã cao tới gần ba thước. Đám đệ tử chuyên gieo trồng dược thảo trong tông mà nhìn thấy chắc sẽ đều há mồm trợn mắt. Bởi vì tu sĩ lấy linh khí bản thân tẩm bổ cũng không làm thảo dược sinh trưởng nhanh như thế được thực ra chuyện cũng không khó hiểu bởi phóng mắt nhìn khắp cả tu chân giới chưa từng có người nào mang đất đai ra để luyện linh cả nhất là chỉ để gieo trồng có mấy hạt linh đông trúc dù là luyện linh tông sư cũng không có ai rảnh rỗi đến thế việc ấy thực quá lãng phí nhìn mấy cây linh đông trúc này sinh trưởng như vậy bạch tiểu thuần mới thỏa mãn không để ý tới chúng nữa hắn tiếp tục chạy quanh sân vừa chạy vừa tìm hiểu các loại thảo mộc mặt trời ngả về chiều sắc trời dần tối những cây linh đông chúc hắn trồng đã đạt tới độ cao ba thước bạch tiểu thuần vừa quan sát vừa ngẫm nghĩ không biết ba tháng sau thì những cây này sẽ phát triển tới mức nào cùng trong đêm ngày hôm ấy bạch tiểu thuần buông ngọc giản trong tay ra toàn bộ một vạn loại thảo dược trong đó hắn đã ghi nhớ kỹ mỗi loại thảo dược đều được hắn nghiên cứu cẩn thận thậm chí còn nhận thấy một vài chỗ mâu thuẫn trong những giảng giải được lưu ở mâu thuẫn trong những giảng giải được lưu ở ngọc giản này sáng sớm mai ta sẽ đi đổi lấy phần tiếp theo không biết vạn dược các sẽ dùng cách gì để sát hạch đệ tử chẳng lẽ lại thi học thuộc lòng vừa mới buông lỏng tâm tư bạch tiểu thuần lại cảm thấy lo lắng hắn vội ho một tiếng cầm lấy khối ngọc giản tiếp tục ôn tập hắn lo buổi khảo hạch ngày mai sẽ xảy ra bất chắc sáng sớm ngày thứ hai bạch tiểu thuần đi ra khỏi căn nhà gỗ nhìn thấy những cây linh đông trúc ở trong linh điền kia đã cao hơn nửa thân người thì rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu lúc này hắn mới đi ra khỏi sân nhỏ dọc theo đường núi đi đến vạn dược cát bình minh ở phương xa đang hé hào quang vạn trượng sương mù ở trong hào quang giống như đang có cá vàng bơi lội thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ bạch tiểu thuần dáng người nhẹ nhàng một đường di không dừng lại chút nào trên đường đi dần dần nhìn thấy được không ít đệ tử ngoại môn nhưng không có một người nào quen biết làm cho hắn không khỏi nhớ tới mấy vị sư huynh ở hòa táo phòng không biết đại sư huynh lúc này thế nào cả hát tam bàn nữa đáy lòng bạch tiểu thuần có chút thổn thức đi được hơn nửa canh giờ lúc mặt trời đã hoàn toàn bay lên hắn đã nhìn thấy được mười tấm bia đá kinh người của vạn dược cốc ở phía xa xa mười tấm bia đá này chính là tiêu chí của vạn dược cốc mỗi một tòa đều tràn ra ánh sáng màu xanh nhạt cao tới vài chục trượng khí thế như cầu vồng như mười người khổng lồ đứng ở nơi đó uy vũ bất phàm có thể nhìn thấy ở trên bia đá có một nhóm dấu vết của chữ viết đại biểu cho bài danh từ một đến một trăm nhưng ở bên trên lại không có tên gọi mà chỉ là một đám đồ án từng cái đồ án đều đại biểu cho từng cái ấn ký dược sư ngày sau của mỗi một thiên kiêu trong vạn dược cát mỗi một dược sư đều có một cái ấn ký riêng thuộc về mình. Nếu hài lòng với linh dược mà mình luyện chế ra thì đều khắc vào, dùng cái này để truyền lưu thiên cổ. Cho nên đối với dược sư thì ấn ký chính là đại biểu chỉ Bạch Tiểu Thuần đi một mình tới đây, đi tới gần, hắn đã thấy được bài danh ở trên 10 tấm bia đá kia. Bắt mắt nhất chính là bài danh đệ nhất trên tòa bia đá trước mắt hắn. Đó là một cái bảo bình cái bảo bình này, Hầu Vân Phi từng nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, đại biểu cho Chu Tâm Kỳ. Cái tên này Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, lúc hắn vẫn còn là tạp dịch vào một lần dưới đêm trăng, Trương Đại Bàn vừa ăn dễ nhân sâm. Vừa cảm khái nói về Chu Tâm Kỳ này, nàng vốn sinh ra ở một gia đình phàm nhân. Mấy năm trước bị một vị tiền bối trong tông môn phát hiện ra có tư chất kinh người nên dẫn vào tông môn. Sau khi cẩn thận xem xét tư chất lập tức làm oanh động toàn bộ linh khê tông nàng có linh mạch thảo mộc hiếm thấy, chẳng những tốc độ tu hành nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, mà còn có tiềm lực luyện dược kinh người, cuối cùng bái nhập hương Vân Sơn. Trở thành đệ tử duy nhất của trường tọa Lý Thanh Hậu, được xem là người kế tục Lý Thanh Hậu sau này, trở thành dược sư trèo trống cho tông môn trong tương lai. Môn quy của Linh Khê Tông, bất cứ người nào dù có tư chất cao thế nào đi nữa thì cũng không thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn cho nên nàng cũng giống như các thiên kiêu khác của hai tòa núi bên bờ nam cũng đều phải bắt đầu từ đệ tử ngoại môn dùng cái này để tôi luyện bản thân nhưng mặc dù như thế thì tài nguyên tu hành được chu cấp vẫn dựa theo tiêu chuẩn của đệ tử nội môn mà bất cứ ai cũng minh bạch chu tâm kỳ này không bao lâu sau sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử nội môn chẳng những thế cô gái này lại còn xinh đẹp động lòng người làm cho vô số nam đệ tử hâm mộ không thôi bởi vì có những nguyên nhân này nên nàng có thanh danh hiền hách ở trong hàng đệ tử hương vân sơn không người nào là không biết kể cả là những đệ tử nội môn kia cũng chưa bao giờ xem nàng là ngoại môn thậm chí những đệ tử nội môn lâu năm cũng đều rất kiêng kỵ bạch tiểu thuần nghĩ tới đây thì rất hiếu kỳ về chu tâm kỳ này nhìn những bia đá kia hắn rất khoát đi một vòng lớn chu tâm kỳ này cũng thật là lợi hại mười tòa bia đá thì tám tòa nàng là đệ nhất còn hai tòa còn lại thì không có tên của nàng, hẳn là nàng vẫn còn chưa đi so qua. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt đảo qua bia đá. Giờ phút này đệ tử ở bốn phía dược vạn các dần dần đã nhiều hơn, rất nhanh đã ra vào tấp nập. Bạch Tiểu Thuần thu lại ánh mắt đang tìm kiếm chỗ có thể đổi lấy phần dược thảo thứ hai. Thấy người ở đây càng lúc càng nhiều thì có chút kinh ngạc không hiểu vì sao hôm nay lại nhiều người như vậy. Vì thế mà lách về phía trước. Đột nhiên hắn nghe được từng trận âm thanh xôn xao ở bốn phía như tiếng sóng đang rất nhanh truyền tới. Chu sư tỷ đến rồi. Ha ha, tin tức truyền ra lúc trước quả nhiên là thật, những ngày này Chu sư tỷ chắc chắn sẽ tới đây, không uổng công ta đợi đã nhiều ngày. Hiện giờ Thảo Mộc Ngũ Thiên, Linh Thú Tam Thiên. Chu sư tỷ đều là đệ nhất, lần này tất nhiên là nàng sẽ đi khiêu chiến linh thú đệ tứ thiên. Những âm thanh bàn tán ở bốn phía lập tức nổi lên, đám người đều chen chúc thêm một chút. Làm cho Bạch Tiểu Thuần bị kẹp ở bên trong, cũng may thân hình của hắn lúc này cũng chưa mập chen tới chen lui, rốt cục cũng lách được ra ngoài. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy được một đạo trường hồng từ đằng xa nháy mắt đã bay tới. Đạo trường hồng kia là một lãng hoa màu xanh, ở bên trên có một cô gái mặc y phục của đệ tử ngoại môn tóc đen như tơ đang theo gió phất phơ, mi phượng tinh tế, đôi mắt lạnh như trăng sao, làn da đẹp hiếm thấy, dáng người nhẹ nhàng. Thanh nhã thoát tục, giờ phút này nàng đang bay tới một trong mười tòa bia đá. Trong tiếng hoan hô của đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía, cô gái này hạ xuống đất mắt không nhìn bốn phía, mà chỉ có mười tòa bia đá song song với căn nhà gỗ. Lựa chọn một cái trong đó rồi cất bước đi vào. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới để ý thấy ở dưới 10 tòa bia đá, ở bốn phía đều có một loạt căn nhà gỗ. Lúc này ngoại trừ chỗ bia đá bên ngoài mà Chu Tâm Kỳ đi tới, gỗ xung quanh những tấm bia đá khác cũng có không ít người đang ra ra vào vào. Rốt cục lại được nhìn thấy Chu Sư Tỷ một lần nữa. Lần này Chu Sư Tỷ nhất định sẽ thành công đứng hạng nhất của tòa bia đá thứ 9. Mục tiêu của Chu Sư Tỷ là 10 tòa đều đứng thứ nhất mà chưa từng có ai làm được mà cũng chỉ có nàng mới có thể làm được điều này, lần khảo hạch linh thú đệ tứ thiên này, nhất định là nàng sẽ đứng thứ nhất. Trong lúc đám đệ tử bốn phía đang hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần tìm ở bên cạnh một tên đệ tử ngoại môn gầy yếu vốn cũng đang hô to chu sư tỷ cố lên, sau đó thừa cơ hỏi thăm một phen. Đối phương dường như đang có tâm tình rất tốt, liền giải thích kỹ càng cho hắn một phen. Bạch Tiểu Thuần đã xác định muốn lấy được phần thảo mộc thứ hai thì cần phải đi vào trong căn nhà gỗ ở dưới tấm bia đá để tiến hành khảo hạch thành công mới có. Vì vậy hắn liền tranh thủ thời gian lách tới tòa bia đá thứ nhất. Thật vất vả mới tới gần được thì lại phát hiện ra những căn nhà gỗ ở đây đều đã đầy rồi. Đợi một hồi mới thấy có một người cúi đầu ủ, rũ đi ra, hắn không trần trừ lập tức bước tới vừa mới đi vào trong căn nhà gỗ thì những tiếng ồn ào bên ngoài như đã bị ngăn cách mà trở nên yên tĩnh phi thường. Căn nhà gỗ không lớn, ở bên trong có đặt một cái bồ đoàn, ở trước bồ đoàn có một tấm bia đá nhỏ khác. Dựa theo những lời hỏi thăm được Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Lấy ra ngọc giản ghi chép thảo mộc đệ nhất thiên, đụng vào tấm bia đá. Cái ngọc giản này nháy mắt đã dung nhập vào tấm bia đá khẽ chấn động rồi có hào quang lan rộng ra ngoài vị sư huynh kia vừa mới nói. Lúc này phải vẽ lên tấm bia đá đại biểu cho ấn ký dược sư của bản thân trong tương lai. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi một chút rồi cười lên ha hà, vẽ lên tấm bia đá một con rùa đen, hắn thích rùa đen. Con rùa đen này được vẽ siêu siêu vẹo vẹo, có chút khó coi thế nhưng hắn lại cảm thấy rất không tồi. Ấn ký hình con rùa đen lóe lên rồi bị Tiểu Thuần thở sâu. Định Khí ngưng thần một lát, hai mắt lộ ra tia sáng, tay phải chậm rãi nâng lên hướng về phía tấm bia đá. Lúc sắp chạm vào thì trong đầu hắn oanh lên một tiếng, mắt hoa lên, tới lúc rõ ràng thì bốn phía đã không phải là căn nhà gỗ, mà là đang ở trong một cái không gian hư ảo. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp dò xét bốn phía thì ở trước mắt của hắn đã có hào quang lóe lên. Ở trước mặt hắn, trong nháy mắt bỗng xuất hiện vô số dược thảo đang ùn ùn kéo đến những dược thảo này cũng không phải là nguyên vẹn mà toàn bộ đều bị tàn phá, đã bị chém nhỏ ra thành hơn 10 phần. Toàn bộ lẫn lộn cùng một chỗ, trải ra rậm rạp chẳng chịt. Đưa mắt nhìn thì số lượng trong chốc lát đã nhiều không đếm xuể. Đây chính là khảo hạch khủng bố của vạn dược các khiến cho vô số đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn vô cùng cam phẫn. Bao nhiêu năm rồi, vô số người ở khảo hạch này lực bất tòng tâm. Cũng bởi vì điều này mà phàm là người có tên trên bia đá tiến vào top 100 thì đều được vô số người hâm mộ thực lòng tin phục từ đáy lòng. Nhất là 10 hạng đầu, thậm chí là vị trí đầu tiên, tên đúng như thực. Trong vòng một nén nhang, nhanh chóng ghép lại, dùng số lượng nguyên vẹn nhiều hay ít làm khảo hạch. Bắt đầu, một âm thanh lạnh như băng, giống như không tồn tại bất cứ tình cảm nào, vang lên quanh quẩn ở trong không gian hư ảo này. Đơn giản như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin với trình độ hiểu biết về dược thảo ở trong ngọc giản của hắn thì giờ phút này chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra được tàn phiến tạo thành mấy trăm loại dược thảo trước khi đến đây hắn đã nghĩ rất nhiều lúc này thấy khảo hạch lại dễ dàng đến vậy thì đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lo lắng không được khảo hạch đơn giản như vậy thì số lượng cần thiết để thông qua nhất định là sẽ rất cao bạch tiểu thuần rất khẩn trương vội vàng nắm chặt lấy thời gian tay phải nâng lên liên tục chỉ 10 cái. Từng miếng dược thảo tàn phiến bị hắn chỉ tới, đều dựa theo suy nghĩ trong đầu của hắn. Nháy mắt đã ngừng tụ lại với nhau tạo thành hai gốc dược thảo. Hai tay của hắn liên tục điểm tới gần như là không hề dừng lại. Vô số tàn phiến bay ra, ngừng tụ lại với nhau. Hợp thành một gốc dược thảo. Dần dần số lượng càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã lên tới hơn 100. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt tinh thần tập trung cao độ đã quên đi tất cả sự tình ở bốn phía trước mắt chỉ còn những thảo mộc tàn phiến này hai tay của hắn càng nhanh hắn sốt ruột lo lắng khảo hạch thất bại cho nên giờ phút này phát ra hung ác con mắt cũng dần dần xuất hiện tơ máu hai tay lại càng nhanh hơn một trăm gốc hai trăm gốc ba trăm gốc năm trăm gốc một nghìn gốc bạch tiểu thuần đầu đầy mồ hôi thậm chí đỉnh đầu còn có cả khói trắng toát ra hai tay càng nhanh hơn những thảo mộc tàn phiến kia hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là đã lập tức nhận ra đó là loại thảo dược nào bởi vì lúc hắn đọc thuộc lòng cái ngọc giản hắn đã đem những dược thảo kia đi nghiên cứu như muốn mài thành cho rồi nhưng mà không có điều kiện kia vì vậy mà chỉ có thể quan sát được cực hạn hiểu rõ được toàn bộ cảnh tượng này nếu như bị đệ tử ở bên ngoài nhìn thấy thì nhất định là sẽ phải hít vào một ngụm khí không cách nào tin bọn hắn vốn cho rằng khảo hạch này làm cho tức lộn ruột cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cái thực sự làm cho người ta tức lôn ruột lại chính là nghiên cứu của Bạch Tiểu Thuần đối với một vạn dược thảo ở bên trong ngọc giản. Thời gian trôi qua, hai nghìn gốc, ba nghìn gốc, hai mắt Bạch Tiểu Thuần ngập tràn tơ máu, hai tay của hắn đã chỉ còn có thể miễn cưỡng chuyển động theo suy nghĩ. Nếu không phải là có tu vi ngưng khí tầng 4 trợ giúp, sợ rằng đã không cách nào có thể nâng lên rồi. Đã đến loại trình độ này, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình liệu có thể thông qua hay không chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái không ngừng tiếp tục kiên trì bốn ngàn gốc năm ngàn bốn ngàn gốc năm ngàn gốc sáu ngàn gốc bảy ngàn gốc không biết là đã trôi qua bao lâu những dược thảo tàn phiến kia đã cũng không còn lại nhiều lắm bỗng nhiên toàn bộ lóe lên hào quang nháy mắt biến mất trước mắt hắn lại một lần nữa hoa lên tới lúc rõ ràng thì đã về tới bên trong căn nhà gỗ trên tấm bia đá có xuất hiện một miếng ngọc giản đó chính là miếng ngọc giản ghi chép dược thảo thiên thứ nhất mà hắn đem dung nhập vào lúc trước còn kém một chút còn kém một chút nữa sao trong lòng của hắn tâm thần bất định đành nhặt lên ngọc giản cúi đầu đi ra khỏi căn nhà gỗ lúc ra tới bên ngoài đã nghe thấy có vô số tiếng hoan hô bạch tiểu thuần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến căn nhà gỗ mà chu tâm kỳ đi vào nàng này cũng đi ra vào đúng lúc này Tấm bia đá ở phía sau lưng nàng, bảo bình đại biểu cho tên của nàng. Đã xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Đó là bia đá linh thú đệ tứ. Nếu chú ý thì có thể thấy vị trí thứ nhất lúc này trên 9 tấm bia đá bên kia chỉ có một cái bảo bình. Vô số âm thanh hoan hô ẩm ý, vang vọng cả bốn phương. Ha ha, chu sư tỷ thành công rồi. Ta đã nói rồi. Chu sư tỷ hiển nhiên sẽ khai sáng ra một truyền thuyết đệ nhất chưa từng có từ trước đến nay a, à, không hổ danh là người có tư chất linh mạch thảo mộc chu tâm kỳ. Tương lai nàng này không thể dự đoán được. Chu sư tỷ, bọn ta trông đợi tỷ đạt được đệ nhất, mở ra tiền lệ là đệ nhất nhân trên cả 10 bia đá. Khiến cho đại trung của Linh Khê tông phải gõ vang rung động toàn tông môn. Những tiếng hoan hô của đám đệ tử ngoại môn tại vạn dược các vang lên không ngớt. Mặc dù trong đám cũng có vài người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lời nói đầy gay gắt nhưng đều đã bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô đang tràn ngập khắp nơi. Trong đám đệ tử ngoại môn, Chu Tâm Kỳ hiện như mặt trời ban chưa. Thậm chí nàng còn được tất cả mọi người tại Hương Vân Sơn xem như là người đại diện cho ngọn phong này. Chu Tâm Kỳ mỉm cười, cho dù ngày thường nàng vẫn Tâm Kỳ mỉm cười, cho dù ngày thường nàng vẫn lạnh như băng. Nhưng được vây giữa những lời hoan hô của vô số đệ tử nơi này cũng không khỏi cảm thấy đắc ý trong lòng lúc này nàng cũng cười cười khiến cho âm thanh hoan hô chúc mừng của đám đệ tử xung quanh càng thêm nồng nhiệt hơn nữa bạch tiểu thuần cũng trong đám người đầy hâm mộ nhìn chu tâm kỳ trong lòng hắn chợt thở dài ngẩng đầu nhìn về bia đá linh thú thứ nhất chỉ nhìn thoáng qua hai mắt hắn chợt trợn to sau đó mới lấy ra ngọc giản chứa phần đầu tiên của thảo mộc nhìn kỹ lại thì ngoài một vạn thảo mộc ban đầu trong ngọc giản thì đã có thêm thông tin của một vạn thảo mộc nữa hắn kinh hỉ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lộ ra một dáng vẻ đầy ngạo nghễ. Lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng, bên trên tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia, lại có một ký hiệu rùa đen đẹp mắt cứng cỏi đứng phía trên bảo bình. Nhìn sao cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Vốn hắn đang định rời đi, nhưng lúc này đành đứng lại bên trong đám người, đè nén lại hưng phấn trong lòng. Còn đang chuẩn bị nghe tiếng hoan hô của đám người bốn phía dành cho mình chỉ là đợi mãi nhưng đám người xung quanh đều đang đổ dồn sự chú ý về phía chu tâm kỳ không có ai lưu ý tới bia đá thảo mộc cả thậm chí chu tâm kỳ phía bên kia cũng định nhanh chóng quay người rời đi bạch tiểu thuần chợt sốt ruột chừng mắt nhìn về phía sau sau đó hắn bỗng nhiên kinh ngạc hô to lên các người xem tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên bên kia thế nào mà đứng đầu không phải là chu sư tỷ nữa rồi đổi người rồi a thật kỳ quái cái ấn ký rùa đen đẹp mắt này là ai vẽ ra vậy a à? giọng hắn lanh lành trong đám đông đang hân hoan vậy nhưng cũng có lực gây chú ý không ít hơn nữa nội dung câu nói cũng quá mức rung động không ít người đứng bên cạnh hắn chợt vô thức mà đồng loạt quay lại nhìn sau đó sắc mặt cả đám chợt đại biến mà truyền tới từng chàng kinh hô cứ như vậy những người nghe được tiếng kinh hô lại vô thức mà nhìn lại rồi cả người trở nên chấn động khuôn mặt lại lộ vô thức mà nhìn lại rồi cả người trở nên chấn động khuôn mặt lại lộ ra vẻ không tưởng nổi rất nhanh mọi người nơi đây đều chú ý tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia đây là đây là tòa bia đá đệ nhất thiên kia vậy mà có người đã vượt qua chu sư tỷ làm sao có thể chứ trời ạ à, thật sự có người vượt qua chu sư tỷ Người này là ai, mà ấn ký rùa đen này vẽ ra lại vô cùng khó coi, tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại có người có dám khiêu chiến với chu sư tỷ về mặt tạo nghệ thảo mộc A, lớn chuyện rồi đây. Chủ sư tỷ lúc này cũng không phải mà đệ nhất chín bia nữa, mà vẫn còn là đệ nhất tám bia. Đám đệ từ bốn phía chợt xôn xao đồng thời lúc này cũng nổi lên từng trận nghị luận to lớn. Ẩm ý, không thua gì tiếng hoan hô lúc nãy đối với chu tâm kỳ dù sao thì mấy chuyện này xảy ra khiến cho người khác không chuẩn bị tâm thế một màn ngoài ý này đã đến cực hạn chịu đựng của họ rồi lúc này trong lòng bạch tiểu thuần đầy đắc ý đứng trong đám người nhưng lại lo lắng lúc này hắn đứng ra thừa nhận thì lại không được ổn thỏa cho lắm vì vậy mà cứng rắn chịu đựng nhưng cũng thỉnh thoảng lại hô to lên vài tiếng giọng điệu kinh ngạc của hắn bên trong đám người cũng được coi là khá nổi bật thật ra chính bản thân hắn cũng không hề nghĩ được mình lại có thể giành vị trí đứng đầu. Đúng lúc này, Chu Tâm Kỳ vốn đang định rời đi, chợt khựng người lại. Nàng có nghe được tiếng kinh hô của đám người bốn phía, lúc quay người đưa mắt phượng nhìn về phía bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia. Thì nhìn thấy được ấn ký rùa đen đang đứng đầu trên bảng sắp xếp vị trí. Vốn nàng đang khẽ trao mày, đôi lông mày chợt nhanh chóng giãn ra, nhưng trong lòng nàng cũng không dậy lên tiếng sóng nào cả. Nàng nhớ khi xưa đạt được vị trí đệ nhất trên bia đá là lúc mới trở thành đệ tử ngoại môn. Khi đó nàng cũng không dùng toàn lực, không nói tới bây giờ bản thân nàng hoàn toàn đã không cùng trình độ với trước kia rồi. Đủ không nói tới bây giờ bản thân nàng hoàn toàn đã không cùng trình độ với trước kia rồi. Đúng vậy, trong tông môn hẳn là xuất hiện được một hạt giống tốt. Nàng bình thản nói, thanh âm rất nhỏ. Đồng thời cả người nhoáng lên đã tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên rồi tiến vào. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là bị người vượt qua một lát mà thôi, đoạt lại là được rồi. Nàng khẽ động, khiến cho một đám đệ tử xung quanh chợt hưng phấn, cả đám đều nhìn chăm chú không rời mắt. Khi nhìn thấy Chu Tâm Kỳ bước vào căn nhà gỗ dưới tấm bia đá linh thảo đệ nhất thiên thì trong lòng cũng đầy chờ mong. Chu sư tỷ là muốn lấy lại vị trí đệ nhất của nàng về a, à? vị sư đệ vẽ ra ấn ký rùa đen này coi như không tệ. Đáng tiếc vị trí đệ nhất này chỉ có thể giữ được một nén nhang mà thôi. Cũng khá rồi, người này coi như cũng là một thiên kiêu về thảo mộc rồi. Nhưng mà gặp chu sư tỷ thì chỉ có thể coi như vận khí người này không tốt đi. Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy trong lòng đầy hồi hộp. Cũng cảm thấy có chút không chắc chắn. Bởi vì một mặt hắn đang lo lắng chuyện vẫn còn một số thảo mộc tàn phiến còn chưa kịp tổ hợp lại hoàn chỉnh một phần cũng do danh khí của chu tâm kỳ quá lớn đi thậm chí chính bản thân hắn lúc này cũng nghĩ có lẽ mình sẽ đứng vị trí thứ hai không sao cả thứ hai thì thứ hai nam nhân tốt không đấu đá với nữ nhân a à, bạch tiểu thuần tự an ủi bản thân cũng muốn rời đi nhưng cuối cùng không cam lòng mà vẫn đứng tại nơi này suy tính thiệt hơn một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi vị trí trên bia đá cũng không có biến hóa vị trí của bạch tiểu thuần vẫn là đứng đầu Lúc này Chu Tâm Kỳ đang bước ra khỏi căn nhà gỗ, sắc mặt nàng lạnh nhạt. Trong lòng nàng có mười phần nắm chắc. Lúc này, nàng cũng đã trổ ra tám thành tạo nghệ của bản thân, tổ hợp hoàn chỉnh bốn ngàn gốc thảo dược trong một vạn gốc tàn phá bên trong. Trong mắt nàng, như vậy là tuyệt đối vượt lên trên bốn ngàn gốc thảo dược trong một vạn gốc tàn phá bên trong. Trong mắt nàng, như vậy là tuyệt đối vượt lên trên vị đệ tử có chút thiên phú không ai biết kia nhưng trong khoảnh khắc nàng bước ra lại không nghe thấy chút âm thanh nào truyền từ bên ngoài nàng bèn nhìn lại thấy sắc mặt mọi người đều cổ quái thậm chí có không ít người lộ ra vẻ hết sức không thể tưởng tượng nổi chu tâm kỳ sững sờ rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá nhìn thấy ấn ký bảo bình đại biểu của mình vẫn đang bị ấn ký rùa đen càng nhìn càng khó coi kia cưỡi lên trên bốn phái chợt tĩnh lặng tất cả mọi người đều sững người ngay cả bản thân bạch tiểu thuần cũng nhất thời sửng sốt sau đó kinh ngạc nhìn chu tâm kỳ cảm thấy cô gái này ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra thì dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng cho lắm hai mắt chu tâm kỳ chợt co rút lại nhưng lại nhanh chóng trở lại như bình thường cũng có chút tư chất thảo mộc ngược lại ta cũng có chút tò mò về người này rồi nàng lại nhoáng cái quay người đi dưới ánh mắt của mọi người nàng bước vào trong căn nhà gỗ sau lưng thêm lần nữa Lúc này thì Bạch Tiểu Thuần cũng không thể rời khỏi đây, mà đang kiễng chân đứng trong đám người chờ đợi. Những đệ tử ngoại môn khác thì lại đang không có lớn giọng bàn luận mà chỉ xì si xào nói chuyện với nhau. Dù sao thì trong mắt mọi người, thật sự những chuyện kiểu này vốn chưa từng diễn ra, cả đám đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thậm chí dần dần mọi người nhìn về phía ấn kỳ rùa đen kia cảm thấy có một tia lực lượng thần bí nào đó xuất hiện. Mà sau một nén nhang, khi chu tâm kỳ bước ra ngoài lần nữa thì tia lực lượng thần bí này lại càng thêm mạnh mẽ rùa đen vẫn ở phía trên trời ạ à, người này là ai bạch tiểu thuần chợt mở to hai mắt lanh lành hô lên một tiếng mở màn lập tức kéo đi bầu không khí đang bị đè nén của đám đệ tử kia chu sư Tỷ đã từ hai lần rồi cũng không vượt qua được nó sao lại có thể như vậy thành sáu ngàn gốc thảo dược nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà vẫn còn bị đè ở phía dưới Hai mắt nàng chợt nheo lại, rồi hừ lạnh một tiếng. Nàng lại quay người bước vào trong căn nhà gỗ lần nữa, trong mắt lúc này đã đầy nghiêm túc. Sau một nén nhang, nàng lại bước ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng mà xoay người lại, lại thêm một nén nhang trôi qua, lúc nàng đi ra, sắc mặt cũng đã tái nhợt, chỉ là gương mặt lại tràn đầy một vẻ cứng cỏi bất phục. Lại tiếp tục quay người, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Chấm, hơi thở của đám đệ tử xung quanh cũng chật dồn dập theo từng lần xoay người thử lại của Chu Tâm Kỳ, càng lúc càng bùng nổ. Đến cuối cùng thì tất cả lại tĩnh lặng lại, bởi vì mọi chuyện đang diễn ra tại đây cũng đại biểu cho một sự thật đáng sợ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được người vẽ ra ấn ký rùa đen kia đến cùng đã hoàn thành bao nhiêu gốc thảo dược nguyên vẹn. Đến nỗi khiến cho Chu Tâm Kỳ không cách nào có thể vượt qua được. Ấn ký rùa đen lúc này đã khắc sâu vào ấn tượng của mọi người một cách mạnh mẽ đến cực hạn nhất là sau khi chu tâm kỳ một lần nữa bước ra ngoài đôi mắt xinh đẹp của nàng vậy mà đã vằn lên tia máu đám đệ từ bốn phía cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh bạch tiểu thuần trong đám người thì không ngừng ho khan mà hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho người khác biết mình chính là người đang đứng vị trí thứ nhất kia khiến cho trong lòng hắn như có một con mèo đang gãi gãi ngứa bên trong hắn chỉ còn cách âm thầm sảng khoái mà thôi. Không được rồi, sau này phải tìm cơ hội tại nơi nào có vạn người nhìn ngắm, nói cho mọi người biết được bạch tiểu thuần ta. Chính là đệ nhất bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Đưa mắt nhìn sắc trời đang dần tối lại, bạch tiểu thuần chợt thở dài một hơi, bày ra một bộ dạng cao thủ tịch mịch. Bạch tiểu thuần ta ra tay loáng một cái, chu tâm kỳ tan thành mây khói hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên quay người ngạo nghễ bước ra khỏi đám người rồi dần khuất xa tuần ta ra tay loáng một cái chu tâm kỳ tan thành mây khói hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên quay người ngạo nghễ bước ra khỏi đám người rồi dần khuất xa ngay khi hắn quay đi thì chu tâm kỳ đứng dưới tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lại cắn răng lại đi vào trong căn nhà gỗ một lần nữa nàng rất chấp nhất đến khi trăng sáng treo cao vẻ mặt chu tâm kỳ đầy mỏi mệt nàng nhìn chằm chằm vào con rùa đen kia. Nàng tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chỉ trong một ngày mà bản thân lại gặp những chuyện như thế này, rồi nàng mang theo trầm mặc mà đi xa. Mọi người xung quanh lúc này mới giải tán. Chuyện tình có liên quan tới rùa đen trong một đêm này đã nhanh chóng truyền khắp cả hương Vân Sơn. Vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc ở đây. Thì ngay khi trời vừa sáng vào ngày hôm sau đám đệ tử xung quanh vạn dược các lại giật mình khi thấy chu tâm kỳ lại tới đây nữa nàng bay thẳng vào trong căn nhà gỗ dưới tấm bia thảo mộc đệ nhất thiên sau khi thất bại lại tiếp tục tiến vào nữa một ngày hai ngày ba ngày chấm suốt ba ngày trời chu tâm kỳ không cam tâm khiến cả đệ tử hương vân sơn đều đem chuyện của rùa đen thần bí ra thảo luận đến một cấp độ khó mà hình dung được không ai không biết không ai không hiểu, thậm chí chuyện này còn truyền đến tai của đám đệ từ nội môn. Mãi đến 7 ngày sau, Chu Tâm Kỳ yên lặng đứng dưới tấm bia đá nhìn về phía rùa đen. Lần đầu tiên, trong ánh mắt nàng xuất hiện vẻ ảm đạm. 7-8 ngày nay nàng liên tục thử nghiệm, đã dùng hết toàn lực thậm chí phát huy hơn hẳn ngày thường. Thành tích tốt nhất cũng đã đạt tới 7-8 ngàn gốc nhưng vẫn không cách nào vượt qua vị đệ tử thần bí kia. ngươi rốt cuộc là ai? Chu Tâm Kỳ thì thào nói nhỏ, rồi thở dài một hơi, sau đó cắn răng quay người đi. Cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Chỉ là cái ấn ký rùa đen kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng. Không cách nào có thể xóa nhòa. Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách đệ tử khiêu chiến nữa, chỉ là cái ấn ký rùa đen kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng. Không cách nào có thể xóa nhòa. Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách đệ tử ngoại môn của Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái, trừ những lúc nhớ nhung mấy món đồ ăn ngon ở Hỏa Táo phòng ra. Hắn thấy rất hài lòng với cuộc sống mới, tốc độ tu hành, những loài thảo mộc hắn vẫn nghiên cứu đều rất thú vị với hắn. Chỉ là có đôi khi hắn cảm thấy nhàm chán vì xung quanh không có ai quen biết. Không có ai để nói chuyện, cuộc đời tu sĩ luôn cô độc như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời, bộ dạng như ông cụ non. Gió thu đã qua, trời phủ đầy những bông tuyết bay bay. Nhiệt độ hạ xuống, những cây linh đông trúc trồng trong sân vẫn phát triển khỏe mạnh. Hiện giờ, chúng đã cao hơn người bạch tiểu thuần, cành lá xanh biếc mang lại ý xuân đối lập với mùa đông đang bao trùm xung quanh. Từ lúc bạch tiểu thuần trở thành đệ nhất trên thảo mộc thạch bia, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Độ khó của quyển thứ hai quả thực vượt ra ngoài dự liệu của hắn tốc độ nghiên cứu vì thế mà chậm lại chu tâm kỳ cũng không thấy quay lại thử sức ở bia đá kia nữa bạch tiểu thuần nhớ lại những cây thảo mộc còn sót lại chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì có chút tiếc nuối sen lẫn áp lực ta nhất định phải dương danh không thể để cho tiểu cô nương chu tâm kỳ kia vượt xa được bạch tiểu thuần hạ quyết tâm hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện được đứng trước cả vạn ánh mắt của mọi người mà nhận mình là dược sư có ấn ký là con rùa đen kia vì thế, hắn càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Tuy tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên chậm lại. Nhưng việc tu hành bất tử trường sinh công của hắn đã sắp đạt thành một tiểu chu thiên. Mỗi lần hắn tu hành, cảm giác đau nhức trong cơ thể ngày một tăng. Chính vì hắn luôn cố chấp với sự trường sinh nên hắn mới có thể cắn răng kiên trì tới bây giờ. Còn có ba ngày, ba ngày kiên trì tới bây giờ. Còn có ba ngày, ba ngày nữa theo những lời ghi trong bất tử trường sinh công thì ta sẽ hoàn thành trọn vẹn một tiểu chu thiên rồi. Bạch tiểu thuần hít thở sâu, hắn vừa nghiên cứu thảo mộc đê nhị thiên, vừa chạy đi chạy lại tu luyện bất tử trường sinh công. Ba ngày trôi qua nhanh, hoàng hôn ngày thứ ba, tiết rơi trắng xóa bầu trời linh khê tông. Bạch tiểu thuần đang chạy nhanh, bỗng thân thể hắn chấn động mạnh. Hắn dừng lại, đau nhức diễn ra suốt 81 ngày qua đột nhiên biến mất bên trong thân thể hắn bốc lên nhiệt lượng lớn. Sau đó ngừng tụ trên da làm da hắn nóng hổi như mời vừa rút ra từ trong lò. Bỗng tuyết rơi chưa chạm vào người hắn đã bị hòa tan, sau đó hóa thành khói trắng bay lên không? Thành công rồi, tuy miệng đắng lưỡi khô nhưng bạch tiểu thuần lại vô cùng mừng rỡ. Hắn cúi nhìn thân thể mình thấy trên da xuất hiện hào quang màu đen, hào quang này di chuyển một vòng quanh người rồi mới từ từ biến mất. Hắn lấy ngón tay phải chọc vào làn da cảm giác như đụng vào da trâu khiến hai mắt hắn sáng ngời hắn khẽ động thân thể thấy tốc độ di chuyển đã nhanh hơn khá nhiều vèo một tiếng bạch tiểu thuần đã xuất hiện ở cách đó mấy trượng tốc độ này phải nhanh gấp đôi tốc độ lúc trước của hắn bạch tiểu thuần vui sướng chạy đi chạy lại vẻ mặt thỏa mãn hắn không trần trừ tiếp tục dựa theo khẩu quyết của bất tử trường sinh công mà tu hành Tình cảnh hiện giờ của hắn giống như đang phải lấy thân mình để thử phương pháp hô hấp. Mỗi lần hít vào thở ra là một vòng tuần hoàn nhỏ. Thực hiện liên tục 9981 lần như thế mới tình là hoàn thành một tiểu chu thiên. Nếu có thể kiên trì chịu đựng đau nhức tới lúc tiểu chu thiên kết hợp lại thì sẽ đạt tới bất tử bi. Tiểu thành, bạch tiểu thuần luyện tập hồi lâu mới từ từ tìm ra quy luật. Hắn đứng trong sân hô hấp rất vất vả mới hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau mỗi lần ấy, thể hắn ngày một gầy, tới lúc hoàn thành lần hô hấp thứ 15 thì chỉ còn có da bọc xương như là tất cả dinh dưỡng đã bị hút hết. Nhưng màu da của hắn lại càng cứng rắn hơn. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa, hắn mở mắt, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt, cảm giác đói khát không chịu nổi làm hắn nghĩ, giá trước mặt có một con voi lớn thì hắn cũng có thể nuốt sạch. Không được ta sắp chết đói rồi. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt một cách khó khăn hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía nhưng không có đồ ăn gì, chỉ có cây trúc xanh mơn mờn. Hắn không chịu nổi, chạy nhanh tới cắn một miếng lớn trên thân cây. Kết thân trúc bị hắn bứt ra một miếng lớn, sau đó nhai trệu chạo cố gắng nuốt xuống. Hắn biến sắc cảm giác đắng ngắt khiến người hắn run rẩy. Đắng quá, ta muốn ăn cơm, bạch tiểu thuần chợt nhớ tới hỏa táo phòng. Cơn đói trong bụng đã lên đến cực hạn. Trước đây hắn chưa từng phải chịu đựng cơn đói nào như vậy hắn cảm thấy chóng mặt, hai mắt chuyển thành màu xanh, hô hấp dồn dập. Bỗng hắn nhao ra ngoài, chạy nhanh khỏi viện, trên đường núi, Bạch Tiểu Thuần chạy rất nhanh. Những đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy hắn chạy tới chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua thì đã không nhìn thấy bóng lưng hắn đâu nữa. Hắn chạy hết con đường núi, tới khu tạp dịch là lao thẳng vào hỏa táo phòng. Thời gian mở cửa cũng không kịp hắn nhảy vội vào bên trong. Bên trong hỏa táo phòng, mọi người đang nấu cơm sau khi trương đại bàn và hắc tam bàn cùng rời đi, hoàng nhị bàn đã trở thành người đứng đầu nơi này. hắn đang đi tới nồi cơm thì thấy một cơn gió thổi tới, bạch tiểu thuần xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. há miệng vục xuống miệng nồi. a, à, hoàng nhị bàn kinh hoàng, mấy bàn tử khác cũng sửng sốt, không kịp nói với nhau câu nào thì bạch tiểu thuần đã với lấy một cái bát tô lớn liên tục múc cơm đưa vào miệng. một bát, hai bát, ba bát. Bạch Tiểu Thuần ăn liên tục hơn 100 bát bụng hắn như trở thành một cái động sốt. Không kịp nói với nhau câu nào thì Bạch Tiểu Thuần đã vơi lấy một cái bát tô lớn, liên tục múc cơm đưa vào miệng. Một bát, hai bát, ba bát. Bạch Tiểu Thuần ăn liên tục hơn 100 bát bụng hắn như trở thành một cái động không đáy, ăn mãi mà không thấy no. Đói quá, không được ta muốn ăn thịt. Bạch Tiểu Thuần như phát hỏa, đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mập mạp như mấy núi thịt thì không khỏi nuốt nước bọt đánh ực mấy tiếng. Đám bàn tử ở hỏa táo phòng trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn từng thấy nhiều người đói rồi, nhưng chưa thấy ai bị cơn đói hành hạ tới như vậy. Trong gian bếp này, Bạch Tiểu Thuần giống như một con quỷ chết đói. Nhất là khi thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn mình bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoàng Nhị Bàn và đám sư huynh còn lại vội nhảy lùi về sau. Hoàng Nhị Bàn hét lớn, cửu ừ bàn, trong bếp còn có linh thực chuẩn bị cho chu trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, hai mắt lóe hào quang, hắn vội vàng nhảy vào trong bếp. Đám hoàng nhị bàn bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy tái mét mặt mày. Thấy chưa, đây chính là kết cục khi trở thành đệ tử ngoại môn. Tiểu sư đệ bị bỏ đói tới như thế kia, đánh chết chúng ta, chúng ta cũng không trở thành đệ tử ngoại môn. Mấy sư huynh còn lại đều hạ quyết tâm, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng cái nhìn thông cảm, đồng tình. Vào trong bếp bạch tiểu thuần vẫn đủ tỉnh táo, để chỉ ăn ở những cạnh góc không an toàn bộ như sáu câu chân ngôn đã nói lúc trước. Nếu hắn phá bỏ quy củ thì sẽ liên lụy tới mấy vị sư huynh kia. Loại chuyện ấy hắn không làm được. Sau khi ăn ngấu nghiến một hồi, cảm giác đói trong bụng đã giảm đi chút ít. Lúc đó hắn mới bước ra ngoài, muốn khóc mà không thành tiếng. Hắn cảm thấy bất tử trường sinh công thật là đáng sợ. Hiện giờ hắn đã thấy hết đau, nhưng cơn đói vẫn đang hành hạ làm hắn phát cuồng. Nhị sư huynh, bạch tiểu thuần trơ mắt nhìn hoàng nhị bàn. Thấy ánh mắt sư đệ đã trở lại bình thường. Hắn cắn răng, quyết định sau này nhất định không được trở lại đây nhiều. Một ngày nào đó, nếu hắn thực sự không nhịn được thì cái hỏa táo phòng này không thể dung nổi hắn. Sau khi chia tay đám sư huynh hoàng nhị bàn, bạch tiểu thuần đi bộ trên hương vân sơn cảm giác thỏa mãn phần nào đã biến mất thay vào đó là nỗi sợ một ngày nào đó hắn sẽ thực sự chết vì đói. Không biết trước kia ở Linh Khê Tông đã có ai bị chết đói hay chưa? Ta không muốn trở thành người thứ nhất đâu a. À, mặt hắn buồn rười rượi, đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề thì chợt nghe tiếng gà gáy vang lên cách đó không xa. Vừa nghe thấy, hắn chợt dừng chân, nhìn chầm chầm về hướng có tiếng gà vang lên, cái bụng đói lại kêu lên ỏng ọc gà, quay đi quay lại không thấy ai, hắn vội nhảy vào trong bụi cỏ. Trườn như mấy con trồn tiến nhanh về phía trước. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần đang thu mình ngồi cạnh hàng rào bên ngoài nơi nuôi dưỡng linh cầm của Hương Vân Sơn. Hắn ngồi xổm trợn mắt nhìn đám gà đang cao ngạo đi tới đi lui bên trong. Những con gà này có lông ba màu, cái đầu to như con nghé con. Bạch Tiểu Thuần nhìn chúng mà hai mắt sáng ngời, liên tục nuốt nước miếng. Thịt Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, âm thanh phát ra cùng nụ cười kỳ dị khiến người khác nghe thấy mà khiếp hãi. Linh Vĩ kê có thân hình lớn hơn so với gà nhà bình thường rất nhiều, lông vũ cứng cáp. Tập tính hung mãnh, sau khi trưởng thành có thể so sánh với ngưng khí tầng 2. Bởi vì thịt của nó có thể dùng để ăn, trứng có thể bồi bổ, máu và xương có thể dùng làm thuốc, nhất là cái đuôi, lại càng là nhiên liệu tam sắc hỏa hiếm thấy khiến cho linh vĩ kê được chăn nuôi rất nhiều ở cả ba tòa núi bên bờ nam của linh khê tông nhưng tất cả lại không thuộc quyền sở hữu của tông môn mà là vật tư nhân của lý thanh hậu và hai trưởng tọa của hai tòa núi khác an bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi ở trên hương vân sơn này có tới ba khu vực được dựng lên sử dụng làm nơi để cho linh vĩ thuộc quyền sở hữu của tông môn mà là vật tư nhân của lý thanh hậu và hai trưởng tọa của hai tòa núi khác an bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi ở trên hương vân sơn này, có tới ba khu vực được dựng lên, sử dụng làm nơi để cho linh vĩ kê sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhìn qua đám linh vĩ kê kia. Lúc trước hắn ở hỏa táo phòng chưa thấy qua lúc còn sống, nhưng thịt thì đã nếm qua, biết được mùi vị của nó cực kỳ ngon, cũng được nghe Trương Đại Bàn nói rằng loại gà này ưa thích ăn linh trùng. Hồi lâu sau, thân hình của hắn nhoáng lên một cái hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn đi xuống núi dùng linh thạch còn lại không nhiều lắm đi đổi lấy một túi linh trùng sau đó mới trở lại sân nhỏ vừa về đến nơi thì bụng hắn lại bắt đầu đói bạch tiểu thuần cố nén chóng mặt đi lại tìm kiếm như đang tìm vật dụng gì đó không bao lâu sau khi hắn nhìn thấy những cây linh đông trúc kia thì hai mắt lập tức sáng ngời những cây trúc này bây giờ đã dài chừng khoảng một trượng kích thước cũng đã to bằng nắm đấm phát ra linh mang, thoạt nhìn rất là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên, đi vòng quanh cây trúc nhìn vài vòng, cười lên ha hà. Hắn dựa theo những hiểu biết về thảo mộc của mình, đem một gốc linh đông trúc cứng rắn nhất gỡ xuống hai đoạn. Về việc làm thế nào để trộm gà, Bạch Tiểu Thuần đã có phương pháp đặc biệt để xử lý. Điểm quan trọng trong việc ăn trộm gà là ở một chữ trộm, làm thế nào để không bị người nào phát hiện ra, là cả một môn học vấn. Dùng hai đoạn trúc này hắn nhanh chóng làm ra một cái trúc ve sầu. Vật này là lúc bé hắn học được từ cha hắn, nghe nói là một loại lợi khí gặp gà giết gà, gặp phượng giết phượng. Sau đó hắn lại dùng tơ trúc bện thành một cái dây thừng. Sau khi đã thử độ chắc chắn, hắn đem cái trúc ve sầu nối vào sợi dây thừng này, nhân dịp đang đêm tối, chạy vội ra ngoài. Ta muốn ăn gà, dọc đường đi bụng đói kêu lên ỏng ọc. Thể nhưng hém vào, sau đó ngồi xổm ở một bên, chịu đựng đói khát cố chờ đợi ở phía xa xa bên trong có một vài căn nhà gỗ đó là chỗ cư trú của đệ tử ngoại môn trong khu chăn nuôi rất lớn này có trên trăm con linh vĩ kê đại bộ phận đang đứng tại chỗ chỉ có một vài con đang đi tới đi lui đôi lúc lại cao ngạo ngẩng đầu khí chất không tầm thường không bao lâu có một con linh vĩ kê như đã nhận ra cái gì quay đầu lại nhìn về một chỗ cách đó không xa sau khi đi tới lập tức nhìn thấy linh trùng liền trực tiếp mở to miệng mổ tới ngay lúc con linh vĩ cây này mổ xuống linh trùng giống như là làm xúc động cơ quan lập tức một cành trúc bị bẻ cong đột nhiên bắn ra rất là xảo diệu dựng thẳng ở trong miệng của con linh vĩ cây này khiến cho cái mỏ gà bị cưỡng ép mở ra con linh vĩ cây này muốn phát ra thanh âm nhưng miệng lại bị kẹt khiến cho một điểm âm thanh cũng không được truyền ra nó muốn dùng sức đem cây trúc dựng ở trong miệng nghiền nát nhưng đoạn trúc này cứng rắn vô cùng nên tất cả đều vô dụng đồng thời còn có một cỗ đại lực đột nhiên từ trên cây trúc truyền đến. Mặc cho con linh vĩ cây này dễ dụa thế nào cũng rất nhanh bị ném lên không một tiếng động. Thẳng tới phía sau hàng rào, dây thừng rung lên, con linh vĩ cây lập tức bị kéo bay lên, bị bạch tiểu thuần chụp lấy. Tu vì ngưng khí tầng 4 của hắn dồn hết vào đôi tay cộng thêm làn da cứng cỏi. Khí lực rất lớn trực tiếp bóp chặt một cái vào cổ con gà, ném vào trong túi chữ vật động tác cực kỳ thành thục, nhìn rất là lão luyện. Toàn bộ quá trình dùng không đến 30 hơi thở. Đây cũng là do lúc chờ đợi tốn mất một ít, nếu không thì còn nhanh hơn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nhanh chóng trở về sân nhỏ của mình. Rất nhanh, từng trận mùi thơm tràn ra, tới lúc trời sáng thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng Bạch Tiểu Thuần. Chỉ còn lại lông cùng với xương gà trên đất, ăn xong một con linh vĩ kê, cảm giác đói khát của Bạch Tiểu Thuần của mình rất nhanh từng trận mùi thơm tràn ra tới lúc trời sáng thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng bạch tiểu thuần chỉ còn lại lông cùng với xương gà trên đất ăn xong một con linh vĩ kê cảm giác đói khát của bạch tiểu thuần lập tức tiêu tán hơn phân nửa thân thể đã được bồi bổ lại một ít toàn thân ấm áp khiến cho hắn cảm thấy rất là thoải mái thậm chí linh khí ở bên trong thân thể cũng nhiều ra thêm một tia nhưng rõ ràng nhất vẫn là trường sinh bất tử công khiến cho hắn có thể một hơi vận chuyển bảy tám lần hô hấp mỗi một lần hô hấp bên trong cơ thể của hắn đều có từng trận hơi ấm tràn ngập ngừng tụ lại ở trên da khiến cho làn da của hắn thoạt nhìn càng thêm cứng cỏi tuy có ánh đen thoáng hiện lên nhưng cẩn thận nhìn thì vẫn là trắng bóc như cũ cái bất tử trường sinh công này lúc đầu là đau sau lại đói tu hành có độ khó không nhỏ nhưng hiệu quả cũng rất tốt Tay phải bạch tiểu thuần nhấc lên, lấy ra thanh kiếm gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhẹ chạm vào mờ u bàn tay một cái. Thanh kiếm gỗ hai lần luyện linh này, lúc chạm vào làn da của bạch tiểu thuần. Hắn rõ ràng lại cảm nhận được có một ít lực cản. Hắn không tiếp tục đâm thêm, nhưng đối với việc tu hành bất tử trường sinh công thì càng thêm kiên định. Dựa theo thuyết pháp của bất tử trường sinh công thì cái bất tử bì này chia ra làm bốn cấp độ kim, ngân, đồng, thiết. Ta bây giờ có lẽ chỉ là nhập môn. Nếu như có thể hít thở đủ 81 ngày, thì có thể đạt tới bất tử thiết bị tiểu thành. Bạch tiểu thuần nhìn nắm xương gà ở một bên. Đối với phương pháp tu luyện thành bất tử thiết bị đã rõ ràng ở trong lòng. Cũng may là trên núi này cũng có tương đối nhiều linh vĩ kê. Bạch tiểu thuần cười lên ha ha, càng có hứng thú với linh vĩ kê hắn không biết cái bất tử trường sinh công này ở trong linh khê tông, vạn năm qua cũng đã có không ít người tu luyện qua. Trong đó hơn phân nửa là ở trước 81 ngày khó có thể thừa nhận được cái loại tra tấn khủng bố này, vạn năm qua cũng đã có không ít người tu luyện qua. Trong đó hơn phân nửa là ở trước 81 ngày khó có thể thừa nhận được cái loại tra tấn khủng bố này mà buông tha, nhưng cũng có một ít tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên trọng điểm tu hành của công pháp này chính là hao phí tài nguyên nếu như muốn tu đến bất tử kim bì thì lượng tiêu hao là một cái giá cực kỳ khủng bố cho dù là cả một tông môn cũng không dễ dàng trả được dù sao thì với lượng tài nguyên đó mà đem đi tu hành những phương pháp luyện thể khác thì mặc dù không có huyền diệu như bất tử trường sinh công nhưng lại là có lợi nhất cũng bởi vì thế mới khiến cho bất tử trường sinh công đặt ở trong tàng kinh các không có người ngó ngàng sau khi tu hành một phen, Bạch Tiểu Thuần đem đống xương gà kia dọn dẹp lại, đem chôn ở trong linh thổ. Về phần những lông gà kia cũng bị hắn ném luôn xuống dưới. Lúc này hắn mới đi ra khỏi sân nhỏ, đi tới nơi có nhiều đệ tử ngoại môn, vảnh tay tìm hiểu tin tức. Theo kinh nghiệm của hắn năm đó, biết rõ việc ăn trộm gà này phải cách giam ba bữa thì mới tốt. Sau một phen tìm hiểu, hắn cũng không có nghe được sự tình liên quan tới linh vĩ kê bị mất mà ngược lại lại tình cờ biết được lông đuôi của linh vĩ kê lại là nhiên liệu tam sắc hỏa. Sau khi biết được việc này, Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy về sân nhỏ. Vội vàng đào đám lông đuôi ba màu ở trong linh thổ ra, cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách linh vĩ cây này lại được nuôi với số lượng lớn. Bạch tiểu thuần vội vàng đem lông vũ ba màu đặt ở trong túi chữ vật. Vật ấy đối với người khác thì chỉ đơn thuần là nhiên liệu tam sắc hỏa nhưng đối với hắn thì lại đại biểu cho luyện linh ba lần hắn không dùng ngay lập tức ý định của hắn là sau này có được linh dược thì lại đem đi luyện linh khiến cho hiệu quả của linh dược lại càng mạnh hơn nữa mấy ngày sau bạch tiểu thuần yên tĩnh được vài ngày lại bắt đầu đói bụng trong đêm khuya ngày hôm ấy hắn để xuôi qua đào mắt đã qua một tháng một tháng này trong toàn hương vân sơn dần dần đã truyền ra sự tình linh vĩ kê bị mất trộm thậm chí lý thanh hậu cũng đã biết được việc này dù sao trong một tháng này tại ba khu chăn nuôi linh vĩ kê số lượng linh vĩ kê bị mất đi đã tới mấy chục con nhưng cũng không có quá mức để ý tới lại bởi vì y có việc phải đi ra ngoài nên cũng không để ý đến nữa buồn bực nhất chính là những đệ tử ngoại môn phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê kia bảy tám người này không phải đau lòng vì gà dù sao đó cũng không phải là gà của mình hơn nữa trưởng tọa cũng không nói gì nhưng bọn hắn cảm thấy mất hết mặt mũi rõ ràng có người dám ăn trộm gà ở trước mắt mình đối với kẻ ăn trộm gà kia đã căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi rồi nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào vô luận bọn hắn có trong coi như thế nào đi nữa thì gà vẫn không ngừng bị bắt mắt mà điều để cho bọn hắn khó hiểu nhất đó là mỗi lần đều vô thanh vô tức mà bị bắt mất. Căn bản cũng không có chút âm thanh nào truyền ra, giống như là gà này cứ tự nhiên mà biến mất. Còn về phía Bạch Tiểu Thuần, một tháng này thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục như thường. Thậm chí còn mập ra thêm một vòng. Mặc cho bất tử trường sinh công có hấp thu như thế nào thì đều có thịt gà đi bổ sung, mặt nhỏ đỏ bứng, đã khôi phục lại cuộc sống mỗi ngày đều vui tâm tình đã tốt rồi bụng cũng không còn đói nữa rồi nên tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên của hắn cũng tăng lên không ít rốt cục đến ngày hôm nay hắn đã hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt cái thảo mộc đệ nhị thiên này nhất là lần trước đã có kinh nghiệm nên lần này hắn lại càng thêm chu đáo chẳng những là gân lá gốc rễ lồng tơ đều thuộc lòng hắn càng có nắm chắc dù là thảo mộc có bị cắt ra làm mấy chục phần thì hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra Lúc này hắn mới ưỡn ngực ngẩng đầu tiêu sái bước ra khỏi sân nhỏ. Lần này ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta chính thì hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Lúc này hắn mới ưỡn ngực ngẩng đầu tiêu sái bước ra khỏi sân nhỏ. Lần này ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta chính là quy gia cưỡi ở bên trên Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong đi tới Vạn Dược Các.